Tiệm xăm tốt nhất trong thị trấn đã mở cửa rồi. Bạn sẽ là khách quen của chúng mình. Tiệm xăm đã chính thức mở cửa rồi. Jay, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Con nên dọn dẹp đi chứ. Như vậy ổn mà. Tiệm xăm của mình sẽ ở đây. Ai muốn một hình xăm tuyệt vời? Tới đây nào. Dừng lại. Cậu chắc chắn muốn một hình xăm. Để mình yên đồ thần kinh. Giảm giá cho khách hàng mới. Mình sẽ luyện tập trên bảng. Bẩn quá. Em làm gì ở đây vậy? Về nhà đi. Và lấy tấm bìa cứng nè. Căn phòng này sẽ là một tiệm xăm tuyệt vời. Chào mừng. Đó là cái gì? Ra chỗ khác. Mình gần như quên mất điều quý giá nhất. Phòng tắm là nơi hoàn hảo. Xin chào, mời vào. Wow, khách hàng đầu tiên của mình. Chào mừng. Mình đã nổi tiếng rồi. Xong. Tôi thích lắm. Tuyệt, tôi có thể chụp ảnh được không? Wow, cảm ơn. Hẹn gặp lại. Một bức ảnh nữa với người nổi tiếng trong bộ sưu tập. Xin chào TikTok, mình đang ở tiệm xăm. Chào follower của mình đi. Mình là một TikToker với hàng triệu người đăng ký luôn. Ồ, biết rồi, bạn muốn xăm ở đâu? Xong rồi. Cái gì? Lai, cậu có điên không? Thật kinh khủng. Cái này sẽ không thu hút được khách hàng nào. Đó là tủ của mình. Cậu có cần xăm không? Có lẽ cần. Wow, thật tuyệt vời. Nhưng có gì đó không ổn. Mình biết. Bây giờ cậu giống như một rapper thực thụ. Chiếc mũ làm cho cậu trở thành một rapper cool ngầu. Cảm ơn anh bạn. Không có chi. Lại nữa. Xin chào, tôi muốn hình xăm này. Một con thú đáng sợ trên vai. Được thôi, một con thú. Xong. Cái gì? Nhưng nó rất tuyệt vời. Nó tuyệt hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Tiệm của cô là tốt nhất. Cảm ơn. Không có chi. Xin chào, anh có thể xăm này cho tôi không? Chuyện nhỏ thôi. Một phút nữa, hãy kiên nhẫn. Xong rồi. Wow, anh thật tuyệt vời, Jay. Yes, tất nhiên rồi. Yêu, một thùng rác hôi thối. Tiệm của mình sẽ ở đây. Mình muốn xăm một con hổ. Cậu sẽ làm cho mình chứ? Không thành vấn đề. Cậu muốn nó ở đâu? Ngay đây. Hy vọng nó không mất nhiều thời gian. Ồ, cậu có thể cẩn thận hơn không? Mình xin lỗi. Mình đang làm việc chăm chỉ. Này, trông nó không giống. Mình nghĩ nó thậm chí còn tốt hơn. Mình muốn thấy nó. Đưa gương cho mình. Đây. Mình không thấy. Tiger. Bằng chữ in hoa. Thật hoàn hảo. Cảm ơn. Mình đã làm hết sức mình.
sẽ không bị nhiễm trùng nếu bạn sử dụng thuốc mỡ này và miếng dán đặc biệt. Bạn không cần làm gì hết, miếng dán sẽ lo việc đó thôi. Wow, cảm ơn. Xong. Để tôi bôi kem chống nắng lên. Đó là một sản phẩm đa năng. Miếng dán đâu? Mẹ lại lấy nó rồi. Mùi như vani. Yêu. Mẹ ơi, bọc nhựa đâu? Chúng ta hết rồi. Con cần nó làm gì? Không có gì. Mình có ý này. Tả hấp thụ độ ẩm và cho da thở. Đừng để mất nó nha. Chúc may mắn. Xong rồi. Dậy đi. Cậu nghĩ sao? Wow, trông thật tuyệt. Tất nhiên rồi. Chờ xem. Xém thì quên bén mất. Mình không có bọc nhựa, nhưng túi xác cũng tốt. Đừng lo, nó chưa được sử dụng đâu. Đến lúc trả tiền. Đây, tặng cậu cái túi. Ai là người tiếp theo? Xin chào. Xin chào. Wow, thật mềm mại. Chỗ của cô trông rất đẹp. Còn thiếu gì đó thì phải. Sốt cà chua. Tôi muốn... Không phải bây giờ. Ăn trưa trước. Thật là một mớ hỗn độn. Chiếc áo yêu thích của tôi. Mẹ ơi. Chuyện gì vậy? Chiếc áo bị bẩn. Đó là một tai nạn. Đưa cái áo đây. Jay, giặt đi. Tôi nghe đây. Tôi muốn một con rồng ở đây. Rất tốt. Mong là nó sẽ ra. Đó có phải là sơn không? Ra ngoài. Chúng tôi đang cải tạo. Hãy bắt đầu. Không đủ ánh sáng. Hãy thêm một chút. Tuyệt vời. Được nữa rồi. Chúng ta sắp xong. Ôi, mất điện. Đừng hoảng sợ. Tôi có đèn pin. Công việc này không dễ dàng. Mình phải làm việc chăm chỉ. Một hình xăm như thế này luôn là giấc mơ của tôi. May là tôi đang đi bộ gần đây. Tối rồi sao? Không thể làm vào buổi tối. Nè, chúng ta sẽ ở lại đây. May cho tin là hôm qua không mưa. Mặt trời đã lên. Thức dậy. Chúng ta phải xong trong đêm. Tôi không chắc. Tôi không thích cái nào trong số này. Tôi hiểu rồi. Andy, lại đây một chút. Hy vọng chị thích hình nào đó trên người người mẫu. Oh yes, bông hoa này trông thật tuyệt vời. Chắc chắn rồi. Hãy bắt đầu. Andy, tôi không thấy. Thôi nào, đi đâu thế? Wow. Xin chào. Xin chào. Tôi muốn hình xăm này. Bạn muốn chọn hình xăm nào trên người mannequin đây? Không, cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Tại sao lại như vậy? Wow. Xin chào. Chọn một hình xăm, tôi sẽ làm ngay. Ồ, cái này ở đây. Sự lựa chọn tuyệt vời. Thật khó để quyết định. Tôi thậm chí thấy đói. Đợi một chút. Thực đơn đây. Chọn đồ uống. Cho tôi cappuccino. Cái này miễn phí. Cảm ơn. Nó rất ngon. Cảm ơn. Chúng ta có thể bắt đầu không?
nữa. Tôi khác, tôi hiểu. Jay, đến đây. Phép tắc của con đâu? Xin mời. Ai đó đã uống rồi. Thôi nào mẹ. Xong, mình trả tiền mặt. Ôi, mình không có tiền. Mình chỉ có hot dog thôi. Cậu đùa mình à? Một nửa là quá đủ đối với mình. Cảm ơn. Nghỉ trưa. Kiểm tra tiệm sâm. Nó hoàn toàn sạch sẽ. Tôi sẽ cho tiệm sâm này điểm cộng. Thật lộn xộn và mất vệ sinh. Tôi mới bắt đầu dọn dẹp. Không, như vậy không tốt. Xin mời. Tôi vừa mới nướng. Ngon. Rõ ràng nó xứng đáng một điểm cộng. Cảm ơn mẹ. Gần xong rồi. Con gái, chào ba. Con xăm hình sao? Sao cậu dám? Người cha tốt nhất. Cô gái của mình. Bà yêu con. Này cậu, đừng đi. Salon của cậu đã vượt qua cuộc kiểm tra. Thật sao? Yeah. Và người chiến thắng trong cuộc thi tiệm xăm hình tốt nhất là... Chào mẹ. Cố lên Trey. Người đó sẽ là mình. Người chiến thắng là... Tin. Tôi. Cái gì? Không thể tin được. Cảm ơn. Mình không cần cúp. Cậu có muốn xăm hình không? Cái này là dành cho người chiến thắng. Chúc mừng. Wow. Hãy bắt đầu. Tin là tuyệt nhất. Oh, Tin.